Bị đồn 13 năm vô sinh vì đóng phim 18 cộng quá nhiều, Tây Môn Khánh đẹp trai nhất màn ảnh giờ đây ra sao ở tuổi 61? Nhờ vai diễn Tây Môn Khánh mà hình ảnh cùng danh tiếng của nam diễn viên gạo cội Đơn Lập Văn lên như diều gặp gió. Tây Môn Khánh là một nhân vật rất khó có thể tìm được người thể hiện chính xác sự mưu mô, mánh khóe cũng như hoang dâm vô độ khi tự tình với Phan Kim Liên. Tuy nhiên, vẫn có một nghệ sĩ rất thành công khi đảm nhận vai diễn này, để lại ấn tượng sâu sắc, đó chính là Đơn Lập Văn. Nhờ nhân vật này, tên tuổi cũng như danh tiếng của Đơn Lập Văn lên như diều gặp gió, thậm chí còn được mệnh danh là Tây Môn Khánh đẹp trai nhất màn ảnh. Nam diễn viên thậm chí đảm nhiệm vai diễn này tận 5 lần, khiến khán giả cho tới tận bây giờ vẫn không thể quên được. Đơn Lập Văn tham gia làng giải trí từ năm 1983 với vai trò thành viên nhóm nhạc rock Heavy Metal China. Sau khi nhóm nhạc tan rã, ông tiếp tục thành lập nhóm mới có tên là Blue Jeans. Tới năm 1987, ông bất ngờ chuyển hướng sang đóng bộ phim điện ảnh đề tài khiêu dâm, sau đó đóng Tây Môn Khánh trong các phim 18 cộng như Thiêu Nữ Phan Kim Liên, Phan Kim Liên Tiền Thế Kim Sinh. Ngoài đời, Đơn Lập Văn đã có một mái ấm riêng, ông kết hôn với nữ diễn viên Hồ Bội Úy được 13 năm và là một cặp đôi kiểu mẫu, luôn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Vậy nhưng suốt 13 năm qua, Hồ Bội Úy mãi không mang thai, dấy lên tin đồn Đơn Lập Văn đóng phim 18 cộng quá nhiều nên dẫn tới vô sinh. Phản hồi những tin đồn thất thiệt trong giới, Đơn Lập Văn cho biết ông đã luôn nhẫn nhịn từ lâu và không tức giận. Nam diễn viên cho hay vì đóng phim mà mối quan hệ của ông với gia đình cũng trở nên lạnh nhạt. Dù rằng người thân hết lòng ủng hộ trên con đường sự nghiệp nhưng chính họ phải chịu rất nhiều áp lực vì những lời xì xào bàn tán. Ở tuổi 61, Đơn Lập Văn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của ông. Dù đã ngoài lục thập xong, nam diễn viên vẫn rất phong độ, nhận lời mời tham gia một số bộ phim của Hồng Kông. Trên mạng xã hội, Tây Môn Khánh vẫn khoe ảnh ngọt ngào bên bà xã.